Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh và đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo này, gắn với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng đuối nước tại trẻ em. Giả soát sửa đổi cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả phòng chống đuối nước trẻ em bộ giáo dục và đào tạo được yêu cầu triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học lớp học từng học sinh và đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học nghỉ hè hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi rèn luyện kỹ năng bơi và các điều kiện cần thiết liên quan và việc hỗ trợ giảm giá vé chi phí học bơi rèn luyện kỹ năng bơi các dịch vụ liên quan cho học sinh và trẻ em với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu cần phối hợp với ban ngành đoàn thể để ban bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ, trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian như là bão lũ thiên tai. Ra soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa phương, các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước và có biện pháp phòng ngừa.